nước thì khá trầm lắng, nhưng tại Nga, những dịch vụ ăn theo mùa World Cup 2018 đang diễn ra hết sức sôi nổi. Một ngày 200 tấn, lưu ý là như thế. Và giá cả đã lên tới 16.000 trên một cân vải. Vải thiều được mùa, tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Bạn muốn đi biển nhưng lại không có thời gian? Không sao, công nghệ thực tế ảo sẽ giúp bạn thỏa mãn ước mơ. Kính chào quý vị, vừa rồi là một số thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tài chính tiêu dùng sáng nay. Mở đầu là phần tin trong nước. Từ tháng 6 này thì giá vé các chặng bay quốc nội của Vietjet Air và Jetstar sẽ tăng thêm từ 70.000 đồng đến 260.000 đồng một vé. Nguyên nhân là do hai hãng này sẽ điều chỉnh phí quản trị hệ thống. Theo đó thì phí quản trị hệ thống mới của Jetstar là 210.000 đồng, tăng 70.000 đồng so với trước đây, và phí quản trị hệ thống mới của Vietjet Air sẽ lên mức 210.000 đồng đến 370.000 đồng một vé tùy theo chặng bay và tăng từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng một vé so với trước đây. Dự kiến, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 3 tuyến thí điểm xe buýt mini. Đây là thông tin từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transecco. Xe buýt mini có khoảng 20-24 chỗ ngồi, có thể đi vào những trục đường nhỏ, thậm chí chỉ 4-5 mét để gom hành khách ra những trục chính, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận với hệ thống vận tải công cộng chung của thành phố. Đây được cho là một giải pháp giảm dần các phương tiện giao thông cá nhân, góp phần vào giảm tình trạng ách tắc giao thông. Vào 16:30 chiều qua, thì Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức có bản quyền truyền thông giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018, bao gồm tất cả các quyền truyền thông trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài các chương trình tường thuật, thì 5 chương trình đồng hành phát trên các kênh VTV6, VTV3, VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trương chia sẻ hợp lý bản quyền truyền thông mà mình có được từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đến tất cả các đơn vị có nhu cầu. Cho đến cuối giờ chiều ngày 10 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết hợp đồng với các đơn vị là Viettel, FPT, VNPT về việc tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu các trận đấu và các chương trình đồng hành bên lề của FIFA World Cup 2018 trên các nhóm kênh VTV đang được truyền dẫn trên hạ tầng IPTV, OTT, di động của các đơn vị này. Đáng chú ý là Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã chia sẻ bản quyền sóng sạch cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV để HTV tổ chức sản xuất phát sóng trên kênh HTV9, HTV7 và HTV Thể thao. Như vậy, với việc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ bản quyền truyền thông mà mình có được trên tất cả các nền tảng hạ tầng truyền dẫn, mùa World Cup 2018 lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi giải không chỉ trên truyền hình mà còn trên cả Internet và thiết bị di động. Chưa đầy một tuần nữa thì kỳ chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga. Và thông thường ở trong nước, dịp này là thời điểm nhộn nhịp của rất nhiều mặt hàng như là điện máy hay các địa điểm cà phê bóng đá. Tuy nhiên, việc Việt Nam có bản quyền chính thức về World Cup 2018 gần ngày khai mạc nên nhiều hoạt động chạy tặng quà, giảm giá đã diễn ra kém sôi động hơn so với thường kỳ. Đầu tư trang trí từ cả tháng trước, nhưng phải đến hôm nay, siêu thị này mới chính thức đưa ra chương trình giảm giá cho khách hàng mua TV dịp này. Ngay cả những người hâm mộ như anh Vũ cũng phải đợi đến khi có thông tin chính thức mới quyết định là nên sắm TV hay không. Mình lưỡng lự, thứ nhất là mình chờ các hãng điện máy tung ra chương trình khuyến mãi. Cái thứ hai là bản quyền World Cup. Mình chờ hai cái đó thôi. Bây giờ hai đó điều kiện đã rõ đáng hết rồi. Theo đại diện siêu thị điện máy, nguồn hàng đã được chuẩn bị từ trước đó rất lâu, nhưng mấy ngày qua sức mua chưa cao do chỉ mới có thông tin chính thức về bản quyền World Cup 2018. Tuy nhiên, khó khăn của kinh doanh hàng điện máy lại là dịp ăn nên làm ra của các công ty du lịch tổ chức tour đi Nga dịp này. 600 chỗ đã khóa sổ, giá tour là 60-80 triệu đồng một người, chưa kể giá vé vào xem trận đấu. Hiện nay nếu như người hâm mộ nào muốn đến Nga để xem World Cup 2018 thì hầu như là không còn cơ hội nữa, bởi vì việc làm visa vào Nga sẽ phải mất 3 tuần. Đó là chưa kể đến việc bạn phải tốn từ khoảng 70 triệu cho đến hơn 200 triệu, tùy theo đó là trận đấu vòng bảng hay là trận chung kết, để có thể cuồng nhiệt cùng World Cup. Thậm chí, đối với các trận đấu quan trọng như trận khai mạc, trận chung kết hoặc những trận có đội tuyển được khách Việt Nam ưa thích như Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha đều đã hết chỗ từ rất sớm. Từ mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã ký cái bản quyền độc quyền với FIFA về cái gói cung cấp vé xem World Cup
độc quyền tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó là chúng tôi lên những cái chương trình, những cái lịch trình tour rất là sớm để đáp ứng cho tất cả các trận cầu mà người hâm mộ quan tâm. Cũng theo các công ty du lịch, đến Nga thời điểm này, giá dịch vụ cũng cao hơn từ 30 đến 50% bởi lượng khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Trong nước, các dịch vụ ăn theo World Cup thì đang khá trầm lắng. Nhưng tại Nga, quốc gia đang cai mùa World Cup năm nay lại đang hết sức bận rộn chuẩn bị các mặt hàng lưu niệm, phục vụ cho các du khách đang đổ bộ ngày một đông tới đây. Đi bộ trên một con đường nhỏ ở khu du lịch Abad, rất dễ dàng nhận ra bóng đá đã trở thành bộ mặt của những cửa hàng lưu niệm ở đây. Bởi ngoài cùng là áo đấu, một chiếc áo đấu không chính hãng như thế này có giá 800 rúp, tương đương với khoảng hơn 300.000 đồng. Bên cạnh đó là những chiếc áo phông World Cup, loại này giá lại cao hơn, gần 500.000 đồng tiền Việt Nam. Đi vào bên trong, các món đồ lưu niệm bắt mắt của giải đấu cũng được bày ra ngoài cùng. Hình ảnh chú sói Zabiaka cùng những hoạt tiết World Cup xuất hiện ở khắp nơi. Những món lưu niệm bán chạy nhất ở cửa hàng tôi những ngày này là áo đấu, bóng, búp bê linh vật World Cup, búp bê Matryoshka và những thứ liên quan tới bóng đá. Trong rất nhiều những món đồ lưu niệm tại Nga nhân dịp World Cup lần này thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Matryoshka bóng đá. Chúng ta hãy thử cùng khám phá xem bên trong chú Matryoshka Messi này là gì. Mở chú Matryoshka Messi ra, bên trong lại là một ngôi sao có cái chân trái khéo léo, Paulo Dybala. Đây hình như phải gọi là Matryoshka đội tuyển Argentina mới đúng. Tiếp theo là Higuain. Sau Higuain là ai đây? Là Aguero. Và cuối cùng là Di Maria. Mùa World Cup này, chúng tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập nhờ sản xuất thủ công những món đồ ăn khách. Bên cạnh đó, những sản phẩm búp bê Matryoshka này cũng giúp quảng bá hình ảnh và văn hóa của nước Nga đến du khách thập phương. World Cup vẫn còn chưa khai mạc, thị trường đồ lưu niệm ở Nga đã bắt đầu sôi động và chắc chắn sẽ còn sôi động hơn nữa trong một tháng tới đây. Chuyển sang một thông tin khác. Lượng tiêu thụ rượu bia của người Việt Nam đang tăng lên một cách đáng lo ngại. Theo Bộ Y tế, trung bình mỗi người Việt Nam đang tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất mỗi năm và Việt Nam đang xếp thứ 3 trong các nước Đông Nam Á, xếp thứ 10 châu Á và thứ 29 thế giới về lượng tiêu thụ rượu bia. Chi phí cho việc tiêu thụ rượu bia của Việt Nam khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hiện cứ 10 người dân Việt Nam thì có tới 7 người đang ít nhiều chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của rượu bia. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ở Việt Nam vẫn đang ở mức cao. Theo thống kê, cứ 4 trẻ thì lại có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Cứ 10 trẻ em thì có 7 trẻ bị thiếu kẽm. Cứ 2 trẻ thì có 1 trẻ bị thiếu máu. Vậy phụ huynh chú ý đến chế độ ăn uống của trẻ đã đủ hay chưa? Vì khả năng hấp thụ dinh dưỡng của mỗi trẻ là hoàn toàn khác nhau. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất chính là trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Dữ liệu tiêu thụ thực phẩm cho thấy trẻ em Việt không đạt được khẩu phần khuyến nghị về chất đạm, sắt, vitamin A, B1 và C. Cái đáp ứng về hàm lượng canxi trong khẩu phần ấy của trẻ em Việt Nam chúng ta mới đáp ứng được khoảng độ 60%, còn với mọi người các lứa tuổi khác thì mới đáp ứng 50%. Đấy, cho nên những sản phẩm mà bổ sung canxi là rất là tốt, rất là cần thiết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh chế độ ăn uống khoa học thì phụ huynh nên cho trẻ dùng những sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất dạng lỏng với các công dụng chuyên biệt hỗ trợ các vấn đề sức khỏe khác nhau, giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh. Selen là một nguyên tố vi lượng thiết yếu có trong phức hợp selenium protein, có vai trò đặc biệt quan trọng trung hòa gốc tự do. Nó tối ưu khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa các yếu tố bất lợi từ tác nhân gây bệnh. Đồng thời, selen kích thích tăng sinh các tế bào đặc biệt của hệ miễn dịch gọi là lymphote, tăng sức đề kháng với các chuẩn virus cúm. Các sản phẩm có nguồn gốc châu Âu như Doppelher Kinder được các doanh nghiệp Việt như công ty cổ phần Master Chance đưa về phân phối tại Việt Nam vì quan trọng nhất là chất lượng đi cùng với giá thành hợp lý. Cái dòng sản phẩm và phổ sản phẩm là rộng, dành cho trẻ từ sơ sinh tới lớn hơn, thậm chí là đến cái tuổi trưởng thành. Và thứ hai là về bệnh học thì từ hỗ trợ về
phát triển tăng trưởng chiều cao, đến sức đề kháng, đến bổ sung vi chất, đến tiêu hóa. Theo báo cáo của AC Nation, đây là thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại Đức về sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất trong nhiều năm liên tục từ năm 2013 đến nay, với thị phần là 35%. Với họ, thị trường Việt Nam rất tiềm năng và phù hợp. Tôi thấy bố mẹ người Việt luôn muốn dành cho con cái những sản phẩm tốt nhất. Họ nhờ bạn bè đi nước ngoài mang những vitamin hay là sản phẩm dinh dưỡng về cho con. Với dân số hơn 90 triệu dân, tỷ lệ dân số trẻ cao, thay vì để các bạn phải ra nước ngoài mua, chúng tôi sẽ mang những sản phẩm hàng đầu thế giới đến với các bạn. Chiều cao bình quân của người Việt Nam hiện trong top 10 quốc gia thấp lùn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, có đến khoảng 3 triệu người trưởng thành bị loãng xương. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có 3 nhóm giải pháp gồm tăng lượng dinh dưỡng vào khẩu phần ăn, bổ sung vi chất và giảm gánh nặng bệnh tật. Sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang năm nay đạt khoảng 180.000 tấn, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Cùng với niềm vui được mùa, tỉnh Bắc Giang đã và đang ra sức nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm này để người dân có được niềm vui trọn vẹn, vải thiều được mùa, được luôn cả giá. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công liên tục hai hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Hội nghị đầu tiên diễn ra tại Bằng Tường, Trung Quốc và mới đây được diễn ra tại thành phố Bắc Giang. Cả hai hội nghị đã quy tụ được gần 200 doanh nghiệp đến từ trong và ngoài nước tới đàm phán, cùng tháo gỡ những khó khăn và ký kết thu mua. Nhờ vậy, dù năm nay được mùa, song thời gian qua giá vải sớm vẫn ở mức ổn định, đảm bảo người trồng có lãi. Vải thiều Bắc Giang tại Việt Nam là số 1, rất ngon và lại chín sớm hơn nên người Trung Quốc rất thích. Sắp tới sẽ có trên 200 thương lái Trung Quốc sang đây mua và mua nhiều hơn năm ngoái. Giá bây giờ đang mua là từ 10 đến 15.000 đồng một cân vải sớm. Ăn cái vải nó ngọt hơn cái vải trong Trung Quốc. Theo thùng ấy, thì là bán một thùng cao hơn cái vải Trung Quốc là 10 đến 20 đồng một thùng. Hợp đồng của chúng tôi ký còn nhiều hơn năm ngoái. Xuất đi một ngày là 200 tấn. Một ngày 200 tấn, lưu ý là như thế. Và giá cả đã lên tới 16.000 trên một cân vải. Năm nay, chất lượng vải thiều được nhiều thương lái đánh giá cao. Cùng với đó là quả vải cũng được gắn tem, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do vậy, dự kiến sẽ có khoảng 50% sản lượng vải thiều được xuất khẩu sang 30 thị trường như Trung Quốc và những thị trường có giá trị cao, khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan. Năm ngoái thì chúng tôi đã xuất khẩu sang cả Thái Lan rồi, mà là chắc là cũng doanh nghiệp đầu tiên, doanh nghiệp duy nhất là xuất khẩu. Thì năm nay chúng tôi đã có đơn hàng từ Thái Lan rồi. Tại thị trường trong nước, tỉnh Bắc Giang cũng chủ động làm việc với các doanh nghiệp, hệ thống phân phối bán lẻ để đưa sản phẩm vải thiều vào đây tiêu thụ. Đồng thời tiếp tục duy trì các thị trường lân cận, hướng sâu hơn vào thị trường miền Nam. Năm nay là Sài Gòn Co-op, như Bixi, như Habro đều tham gia và đưa vào cái chuỗi các nhà hàng. Thì có thể nói là thông qua cái sự kiện này thì quả vải thiều đặc sản của Bắc Giang sẽ có mặt ở tất cả các thị trường trong nước và các cái thị trường truyền thống nước ngoài, đồng thời là cũng hy vọng sẽ mở rộng sang các cái thị trường nước ngoài, những cái thị trường mới khó tính và có nhiều tiềm năng trong năm 2018 này. Hiện nay vải thiều chính vụ Bắc Giang bắt đầu chớm được thu hoạch và giá vẫn ổn định. Dự kiến cuối tháng 6, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội để đưa quả vải có chất lượng tới gần hơn với người dân thủ đô. Những thông tin tiêu dùng trong nước đáng chú ý sẽ được tổng hợp trong cụm tin sau đây. Ngày hội xoài Yên Châu năm 2018 vừa được tổ chức tại Sơn La đã thu hút đông đảo du khách và người tiêu dùng tham dự. Đến đây, du khách được trải nghiệm thực tế tại vườn xoài bản Văn Lùng, xã Chiêng Hạc. Huyện Yên Châu hiện có hơn 1.100 hectare trồng xoài, với sản lượng hàng năm đạt gần 2.300 tấn quả. Đặc sản xoài Yên Châu hiện đang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu xoài Yên Châu trên phạm vi cả nước. Nhân sâm được sinh trưởng tự nhiên tại tiểu bang Wisconsin, miền đông Bắc Hoa Kỳ, được biết đến như một trong những loại thảo dược tốt nhất, bởi tại đây chỉ trồng được chưa đến 10% sản lượng của loại sâm này trên toàn thế giới. Sâm Wisconsin giúp giảm đau, tăng trí nhớ, chống căng thẳng, mất ngủ, chán ăn nhưng không làm tăng huyết áp. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa các chất ngăn cản sự di căn và ức chế sự phát triển tế bào ung thư. Lại thêm ca biến chứng hoại tử mũi sau khi tiêm chất làm đầy.
Du lịch tăng mạnh lại đẩy người dân vào tình trạng thiếu nhà ở. Chuyện hy hữu xảy ra tại Tây Ban Nha. Vâng thưa quý vị, filler là một chất làm đầy có cấu tạo từ axit hyaluronic, chất tương tự như các thành phần trong cơ thể người. Tiêm filler vào bên trong cơ thể bằng một loại kim loại chuyên biệt có thể giúp nâng cao sống mũi, kéo dài cằm hay là làm căng da mặt. Không muốn can thiệp dao kéo, hiện nay nhiều chị em đã lựa chọn cách tiêm filler để làm đẹp. Tuy nhiên, việc tiêm filler không phải ở đâu cũng an toàn và hãy cùng chúng tôi theo dõi biến chứng nguy hiểm sau khi tiêm filler từ một ca bệnh cụ thể mà Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận. Cô gái 23 tuổi này vào Viện Da liễu Trung ương trong tình trạng mũi bị nhiễm trùng, chảy dịch, có chỗ đen do hoại tử, chỗ bầm tím sưng nề. Được biết, trước đó vài ngày, cô gái đã đến tiêm filler nâng mũi tại một spa ở quận Đống Đa, Hà Nội. Hôm sau ấy, tôi cảm thấy nó tức ấy. Thì có hỏi cô chủ spa đó thì cô bảo tiêm dặm lần 2 thì nó có thể tức hơn, khó chịu như vậy thì chị có uống kháng sinh các thứ. Ngày thứ 2 em vẫn không thấy đỡ, em cũng hỏi liên tục. Thì chị bảo cứ cố gắng uống thuốc đi xem như thế nào. Sang ngày thứ 3 thì em đau em không chịu nữa. Lúc quyết định làm đẹp mũi bằng cách tiêm filler, cô gái trẻ này không thể tưởng tượng được hậu quả giờ lại nặng nề đến mức này. Đây là khuôn mặt trước khi làm, còn đây là sau 5 ngày. Và sau này sẽ không tránh khỏi sẹo, mà sẹo là mức độ ảnh hưởng nhẹ nhất. Nếu mà về nặng, chúng ta có thấy là có thể mất cả cái đỉnh mũi, có thể mất cả cái cánh mũi, có thể mất cả cái, có nhiều hợp mất cả cái đầu mũi và để lại cái biến chứng rất là nặng nề cho vấn đề mà về mặt đặc biệt là về mặt chức năng chứ đừng nói là thẩm mỹ. Filler là chất làm đầy được tiêm vào một số vị trí trên mặt để làm đẹp. Cách này đang thịnh hành vì hiệu quả tức thì mà không cần phẫu thuật. Tưởng đơn giản nhưng phải là bác sĩ được đào tạo cấp phép mới được làm. Còn nếu thực hiện tràn lan và lạm dụng mà không có chuyên môn thì hậu quả khôn lường và nhãn tiền là hoại tử như cô gái này đang phải gánh chịu. Vâng thưa quý vị, thật nguy hiểm khi đi làm đẹp, tuy nhiên đẹp đâu không thấy, lại có những chị em lại bị biến chứng làm hỏng cả diện mạo vốn đang bình thường cùng những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, hãy thận trọng khi muốn đi tiêm filler để nâng cao sống mũi, kéo dài cằm hay là làm căng da mặt. Và chúng tôi đã tổng hợp những lời khuyên hữu ích trong video clip tư vấn sau đây. Để đảm bảo an toàn sức khỏe và đạt được thẩm mỹ như mong muốn khi làm đẹp bằng filler, các chị em phụ nữ cần lưu ý những điểm sau. Lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép. Lựa chọn bác sĩ tay nghề giỏi để thực hiện kỹ thuật cho bản thân. Kiểm tra filler có nguồn gốc rõ ràng và bắt buộc phải còn hàng sử dụng trước khi tiêm vào cơ thể. Không dùng hộp đã mở sẵn hoặc mất tem bảo hành. Filler sắp tiêm phải nằm trong danh sách được Bộ Y tế cấp phép. Lắng nghe tư vấn của bác sĩ trước khi thực hiện tiêm filler. Trực tiếp hỏi ý kiến bác sĩ để biết được thời điểm và lưu lượng cần tiêm tiếp theo để kéo dài hiệu quả thẩm mỹ. Không được tiêm filler nếu là phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Chuyển sang phần tin quốc tế. Đầu tuần trước, Ủy ban châu Âu đã công bố một báo cáo về hiện trạng hàng giả trên lãnh thổ châu Âu. Thống kê cho thấy là cứ 10 người dân châu Âu thì có một người đã mua phải hàng giả trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó. Nhiều báo châu Âu đã có những bài viết dài sau bản báo cáo của Ủy ban châu Âu. Và phóng viên Lê Hồng Quang từ Bruxelles sẽ tóm tắt lại cho phần điểm báo sau đây. Kính chào quý vị khán giả. Các nước châu Âu vẫn chưa có cách nào hữu hiệu ngăn chặn hàng giả trên lãnh thổ châu Âu. Tờ Journal de Noticias của Bồ Đào Nha trích báo cáo của cơ quan sở hữu trí tuệ Ủy ban châu Âu cho biết có 13 nhóm sản phẩm thường bị làm giả trên thị trường châu Âu. Trong đó 5 sản phẩm gây thiệt hại nhiều nhất cho kinh tế châu Âu là quần áo, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, điện thoại di động và các loại rượu. Giá trị hàng giả tương đương với 7,5% tổng giá trị tất cả các loại hàng hóa ở châu Âu, một tỷ lệ cao tới mức báo động. Hàng giả gây thiệt hại cho hầu hết các khía cạnh của nền kinh tế. Tính ra thì 28 nước thành viên châu Âu mất tới 60 tỷ euro mỗi năm do nạn hàng giả, theo tờ Corriere della Sera ra tại Italia. Hàng giả đã chiếm tới 7,5% thị phần, cho nên các nhà máy ở châu Âu buộc phải sản xuất ít hơn tương ứng so với khi không có hàng giả. Thế và hậu quả là, theo bài báo, là mất đi 434.000 việc làm trên toàn lãnh thổ châu Âu. Về nguồn gốc hàng giả,
Tờ Kronen Dây Tung ra tại Áo cho biết là chủ yếu là từ châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc. Trung Quốc đứng đầu trong hầu hết chủng loại hàng giả phát hiện được ở châu Âu. Thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, đồ điện tử. Chỉ chưa có dược phẩm giả thì Trung Quốc mới phải chịu nhường vị trí đứng đầu cho Ấn Độ. Các container hàng giả từ Trung Quốc thường được vận chuyển tới các nước có biên giới với Liên minh châu Âu như Maroc hay Ukraine. Các băng nhóm buôn lậu hàng giả có 3 thủ đoạn chính theo tờ Le Soir của Bỉ. Thứ nhất là xẻ nhỏ lượng hàng sẽ tuồn vào châu Âu thành nhiều hộp nhỏ tại các điểm trung chuyển chính như là Albania, Maroc, Ukraine hay là Thổ Nhĩ Kỳ rồi gửi qua đường bưu điện. Thủ đoạn thứ hai là tuồn riêng rẽ từ châu Á các nguyên liệu khác nhau, thế rồi giáp nối thành sản phẩm cuối ngay trong lãnh thổ Liên minh châu Âu. Cách này liên quan nhiều tới mỹ phẩm và rượu sâm panh. Thế và cách thứ ba là che giấu xuất xứ. Bài báo viết, các nhóm làm hàng giả ngày càng hay chọn các khu chế xuất, có tới 3.000 khu chế xuất trên toàn thế giới. Tại đó thì luật lệ lỏng lẻo và hầu như là không có kiểm tra. Có sản xuất hàng giả trong đó thì cũng ít bị phát hiện. Theo bài báo thì tại châu Âu có phát hiện ra bánh kẹo giả sản xuất tại Việt Nam. Thế nhưng không nói rõ là có phải do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hay không. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Với lượng du khách đông đảo mỗi năm thì du lịch là một nguồn thu lớn đối với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quốc gia này đang phải đối mặt với một vấn đề đau đầu gián tiếp gây ra bởi khách du lịch. Đó là sự gia tăng số lượng nhà cho thuê trong ngắn hạn, đẩy người dân địa phương vào cảnh thiếu nhà ở. Ở Tây Ban Nha đang xuất hiện nhiều lời phàn nàn rằng những hợp đồng thuê nhà ngắn hạn đang đẩy giá nhà cho thuê tăng. Thậm chí có những chủ nhà còn đuổi người thuê dài hạn, vốn thường là dân địa phương, để lấy nơi ở cho khách du lịch thuê với hy vọng kiếm được lợi nhuận cao hơn. Đi biển nghỉ ngơi nhưng lại không có thời gian, tình huống này có lẽ nhiều người đã bắt gặp trong cuộc sống bận rộn hiện nay. Với sự hỗ trợ của công nghệ thì một công ty khởi nghiệp có tên là Sensix của Hà Lan đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Khi ngồi trong cabin mô phỏng của công ty Sensix, công nghệ thực tế ảo và các công nghệ hỗ trợ khác sẽ mô phỏng lại mùi hương, nhiệt độ, sự rung lắc, ánh sáng và gió, từ đó kích hoạt mọi giác quan của bạn. Theo người sáng lập thì bộ não của con người có xu hướng đặt ở chế độ quan sát khi chỉ có 1-2 giác quan được kích hoạt và điều này sẽ tạo khoảng cách giữa bạn và thứ bạn đang ngắm nhìn. Để giúp não chuyển sang chế độ trải nghiệm thì mọi giác quan cần phải được kích hoạt và điều này sẽ tạo cảm xúc khác lạ cho người tham gia. Và với giải pháp này thì mọi người có thể tận hưởng một ngày trên bãi biển mà không cần tốn quá nhiều tiền cho du lịch. Và thông tin thú vị về công nghệ thực tế ảo vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính tiêu dùng sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.